Kumon Kapramata Education Center chuyên dạy kèm toán và anh văn cho học sinh các cấp từ mẫu giáo đến trung học. Với hơn 60 năm kinh nghiệm và đã có mặt tại 55 quốc gia trên thế giới, riêng tại Úc, Kumon đã và đang có hơn 50.000 học sinh đang theo học. Kumon tin tưởng sẽ giúp học sinh đạt hiệu quả cao nhất trong môn toán và tiếng Anh. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc Ly Dương qua số 0419 293 633 hoặc đến thẳng trung tâm tại 125 Kapramatta Road, East Kapramatta, New South Wales 2166. Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Kapramatta, New South Wales 2166. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý vị trong chương trình Thời sự nước Úc ngày hôm nay. Và chúng tôi một lần nữa cũng hân hạnh chào đón trở lại trường quay kế toán gia Hồ Hiền Nguyễn. Kính chào anh Huy. Chào Kim Hoàng và chào tất cả quý vị khán giả của Vietfest TV. Và kính thưa quý vị, xuyên suốt trong hai tuần lễ vừa qua tại Úc thì chúng ta đã thấy tình trạng mưa lũ tại New South Wales và Queensland là những thông tin gây nhiều chú ý nhất. Trong khi đó trên thế giới thì chiến sự căng thẳng tại Nga và Ukraine cũng đã chiếm rất nhiều sự chú ý của các cơ quan truyền thông. Và cũng trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine mà nước Úc của chúng ta nghĩ rằng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên khi mà chúng ta đi đổ xăng thấy sự gia tăng của giá cả xăng dầu thì đó là một phần của lý do gia tăng giá cả là bởi vì cuộc chiến tại Nga và tại Ukraine. Trong khi lũ lụt tại Úc thì cũng sẽ có nguy cơ gây ra cái tỷ lệ lạm phát gia tăng cao hơn. Và trong bối cảnh này thì theo thống đốc ngân hàng Thủy Khiêm là tiến sĩ Philip Lowe, vấn đề lãi suất sẽ gia tăng có thể là sớm hơn dự định. Trước đây thì ông Philip Lowe cho rằng lãi suất sẽ không gia tăng cho đến năm 2023. Tuy nhiên trong tuần này, lần đầu tiên ông đã lên tiếng xác nhận là mức lãi suất 0.1% có thể sẽ gia tăng vào một thời điểm nào đó trong năm nay 2022. Một cách tổng quát thì cái sinh hoạt kinh tế tại Úc của chúng ta đang ngày càng khó khăn hơn, phải không thưa? Cái chữ khó khăn đó là chắc chắn là Kim Hoàng, là thứ nhất là chúng ta đang bị áp lực từ nhiều phía. Thống đốc ngân hàng Trung ương Philip Lowe đã xác định cái điều đó, và trong tư tưởng của ông thì với lại hội đồng quản trị là cho rằng 2024, nhưng mà điều đó không thể xảy ra được với những cái áp lực từ cung với cầu. Ai cũng biết là khi mà đến Bunnings chẳng hạn, những supermarket thì lấy empty shelf là những cái hàng hóa trống hết, hàng hóa trống đó là một cái hiện tượng rất là hiếm xảy ra mà chúng ta đang ở nằm ở trong đó. Chúng ta bị tấn công nhiều phía, có nghĩa là nhiên liệu đang bị khan hiếm, từ những cái vật liệu xây dựng cho đến đồ ăn, thức uống, thực phẩm, trái cây và xăng dầu. Thì cái chiến tranh của Nga với Ukraine nó làm bùng nổ cái giá dầu, nó lên một cái mức vượt kỷ lục, và cái giá dầu nó cũng như là đổ dầu vào trong lửa, thì cái lửa của cái giá cả nó tăng lên mà toàn thế giới. Kim Hoàng thấy ở Hoa Kỳ đó, người ta nói là chỉ có 12 tháng trước người ta bán từng ga lông, có nghĩa là 4 lít, gần 4 lít á, 2 đồng 78, bây giờ lên tới 4 đồng 52. Quý vị thấy là cái sự tăng trưởng nó vậy, cũng y như chúng ta là lúc trước là 1 đồng 7, bây giờ là cái xăng anh led mà thấp nhất là phải 2 đồng, còn những cái xăng mà premium mà đắt tiền hơn thì lên tới 2 đồng 3. Cho nên thưa quý vị, đó là cái điểm mà cái khó khăn, và nó sẽ lan đi rất là nhanh cho tất cả các chi phí hàng ngày, những cái sự sinh hoạt hàng ngày, ngân sách gia đình đang bị tấn công một cách gọi là vô cùng nghiêm trọng. Và vì vậy lãi suất không thể nào ở một cái tình trạng mà 0.1 được. Cho nên thống đốc ngân hàng Trữ Kim Philip Lowe cũng như là những cái thống đốc ngân hàng trên thế giới đang bắt đầu đưa ra những chương trình tháng nào, ngày nào sẽ tăng lãi suất. Mà cái điều đó không phải là có tăng hay không, mà lúc nào mà thôi.
Ngoài cái vấn đề gia tăng lãi suất thì một trong những cái yếu tố mà chúng ta thấy là ngân hàng trữ kim căn cứ vào để gia tăng lãi suất đó là tỷ lệ lạm phát. Tỷ lệ lạm phát tại Úc trong tháng 12 vừa qua đã gia tăng ở mức cao hơn dự phóng là 3.5%, trong khi cái mức độ mà ngân hàng trữ kim ưa chuộng là chỉ từ 2 cho đến 3% mà thôi. Tuy nhiên trong bối cảnh gia tăng giá cả sinh hoạt hiện nay thì cái lạm phát nó không thể nào dừng lại ở mức 3.5% nữa, mà nó sẽ tiếp tục gia tăng lên là 4% hoặc hơn 4%. Và đây là một cái tỷ lệ lạm phát cao nhất trong vòng 32 năm qua tại nước Úc. Khi mà nói về lạm phát đó Kim Hoàng, thì cái 3.5 đó là thống kê mà thôi, mà rõ ràng chúng ta lấy là nó nhích theo cái thống kê mà gọi là thống kê khiêm tốn nhất, là vì ở ngoài thực tế thì những cái món đồ nó sẽ còn nó sẽ tăng một cách vượt mặt hơn, và 5% là cái mà gọi là chính thức nó sẽ trong cái tầm tay. Có một cái bài bình luận mà chúng tôi thấy được và nghe được ở trong những cơ quan truyền thông đó, họ có phỏng vấn cửa hàng Woolworth khi mà bán những cái mặt hàng, thì họ đi so sánh trong 12 tháng qua có những mặt hàng lên tới tăng tới 95%. Mà cái vấn đề khan hiếm đó là vấn đề nhất thời, nhưng mà những cái món đồ này không phải là những món đồ mà như là trái cây hay là rau củ, mà đây là những món đồ mà ở trong cái shell, có nghĩa là họ đã làm sẵn trước rồi mà nó tăng những cái giá như vậy. Cho nên nếu mà cái giá mà tăng trung đoạn nó lên tới 30%. Cho nên nếu mà nói về cái giá tăng trưởng nó có nhiều phần tấn công ở đây, có nghĩa là nó tăng lên hết tất cả mọi mặt hàng, và người ta thì đổi thừa là những cửa hàng bán lẻ lợi dụng những cái này để mà họ tăng cái giá lên như vậy, là những là nếu mà hàng khan hiếm thì giá tự động sẽ tăng. Thì cái điều đó là cái điều mà ai cũng lo ngại, là chúng ta đang bị tấn công về nhiều phía, giá xăng dầu nó sẽ đẩy mạnh những cái giá nó tăng lên, và chúng ta thiếu nhân công. Chúng ta sẽ thiếu thực phẩm, những là những cái trái cây hay là những cái thực phẩm về nông nghiệp, mà chúng ta lại bị cái áp lực mà của lãi suất ngân hàng nữa, cho nên là rất là nhiều phía. Có nghĩa là chúng ta đang ở trong một cái thế tiến thoái lưỡng nan. Chúng ta vừa bị lũ lụt thiên tai, và đó là những vấn đề không phải do con người tạo ra. Nhưng mà cái cuộc chiến ở Nga và Ukraine thì lại do con người tạo ra. Cả hai đều đang nhắm đến và nó ảnh hưởng đến người dân trên toàn thế giới. Mỗi một quốc gia đều có sự ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp. Nước Úc của chúng ta lúc đầu chúng ta nói là chúng ta không bị ảnh hưởng. Nhưng mà khi Hoa Kỳ tuyên bố là không nhập cảng xăng dầu từ Liên bang Nga nữa thì lập tức giá cả gia tăng. Và tại Úc thì giá xăng cũng đã không ngừng gia tăng và còn sẽ tiếp tục gia tăng. Đó là chúng ta nói về lĩnh vực kinh tế. Trong lĩnh vực sinh hoạt chính trị thì cuộc bầu cử liên bang diễn ra vào tháng 5 sắp tới, mà kinh tế vẫn là một trong những cái yếu tố hàng đầu có thể tạo nên một cái thủ tướng, bởi vì trong tình trạng hiện nay thì chúng ta thấy nước Úc là sau khi dịch bệnh đã được ổn định rồi thì người dân dần dần chú ý hơn về vấn đề kinh tế. Và trong trước khi mà cuộc bầu cử chính thức diễn ra thì chúng ta sẽ được nghe cái ngân sách liên bang vào 2022 và 2023. Cho đến thời điểm này, nếu không có gì thay đổi thì cái ngân sách liên bang sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 3 này. Có nghĩa là chỉ còn vài ngày sắp tới mà thôi. Đây được như là khoảng cuối tháng 3, 29 tháng 3. 29, xin lỗi quý vị. 29 tháng 3 sẽ được công bố. Và như vậy là chúng ta thấy đây sẽ là cái thời điểm, có nghĩa là cái cơ hội duy nhất mà liên đảng tự do có được để lấy lòng cử tri. Và trong những ngày vừa qua thì các cơ quan truyền thông báo chí liên tục đưa ra những cái dự phỏng mà ngân sách liên bang sẽ đề cập trong ngày 29 tháng 3 sắp tới. Một trong những cái lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất hiện nay đó là những cái lĩnh vực về gia cư, bởi vì gia cư là giá cả nhà cửa đã gia tăng quá nhanh trong thời gian đại dịch vừa qua, trung bình là ở mức trên dưới 20%, vẫn đang còn tiếp tục gia tăng trong năm nay, và người nghèo thậm chí là không có cơ hội bước chân vào thị trường. Thì liệu rằng Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg có những cái chương trình gì đặc biệt hay không để giúp đỡ những thành phần không có cơ hội sở hữu một căn nhà, thưa anh? Vâng, thì qua nhiều đời thủ tướng, từ cái hồi đời thủ tướng của Kevin Rudd cũng như Tony Abbott, thì lúc đó giá nhà tăng lên. Và vào cái thời điểm 2013, 14, 15 là cái lúc thủ tướng Tony Abbott vẫn còn là thủ tướng đó, thì cái giá nhà đang trên đà đi lên ở cái mức mà làm cho cái người muốn sở hữu căn nhà bị đẩy khỏi cái vòng tay rồi. Cho đến bây giờ thì lại nó lại sau một cái thời gian 7-8 năm nó lại qua một cái chu kỳ, nó lại trở lại. Nó lại trở lại mà nó còn trở lại một cách mạnh mẽ hơn, và nó tăng như là cao tốc như vậy.
Thì đối với nhiều lần, có lẽ là cái hậu quả lớn nhất của cái lãi suất ở mức cực thấp và quá lâu, nó dẫn đến cái tình trạng như vậy. Và nó sẽ làm cho một cái sự khủng hoảng về nhà cửa, chứ không có không phải là một cái sự thịnh vượng. Tại vì nhà tăng thì giá trị tăng thì người dân giàu hơn, nhưng mà cái đó là một cái điều mà nó gây ra nhiều những cái khủng hoảng như là vô gia cư, những số người đó. Thì đây là một cái vấn đề khá lớn mà chưa có chính phủ nào mà có thể đưa ra cái giải quyết được. Có những cái giải quyết mà họ đưa ra là thôi bây giờ để thay đổi những hệ thống thuế vụ, để làm sao cho cản bớt cái người đầu tư đi, bỏ cái này, nâng cái thuế mà giá trị gia tăng capital gain tax lên, và bỏ cái loại thuế mà đầu tư mua nhà khai lỗ để lấy lại thuế, bỏ hai cái đó đi. Thì họ đã đáng đối lập hồi vào thời đó không thành công và họ sẽ không muốn trở lại. Cho nên nói vòng vòng thì chúng ta đổ lỗi về lãi suất, chúng ta đổ lỗi về cái sự suy nghĩ của người dân Úc là hướng về nhà ở rất nhiều và dùng cái nhà cửa là một cái nơi an toàn mà để cho cái an ninh về tài chánh trong tương lai. Thì cái điều đó là đúng thôi, tuy nhiên đã đi quá xa, và những cái thuế mà họ đã được đưa ra thì ưu đãi cho những cái người đầu tư về nhà cửa. Nếu mà thay đổi thì chắc là lần này chắc chắn là liên đảng không thể có chính sách như vậy. Mà đảng lao động lại không thể nào làm đưa ra chính sách mà giống như lần trước mà họ đã bị mất 3 năm. Vâng, vâng, cái đó là một cái yếu tố mà làm cho đảng lao động thất bại, và đó cũng là bài học họ sẽ không tái lập không lại. Cho nên cái housing affordability mà Kim Hoàng đề ra sẽ không có hướng giải quyết. Rồi. Mà sẽ có những cái chương trình gọi là giống như là vết thương rất là nặng mà chỉ có dán cái bandage vô thôi, là tạm bợ để mà lướt qua. Có nghĩa là những đó. Cái khoản trợ cấp 50.000 hoặc là stamp duty vân vân và vân vân. Mà cái đó như những, cũ thôi. Yeah, những cái grant nó thì làm hại cái thị trường mà thôi. Là một khi mà trong một cái kinh tế thị trường đó, nếu chính phủ bước vào mà để can thiệp bằng cách là favor, có nghĩa là làm lợi cho cái nhóm người này khác, thì cái thị trường nó không có phản ánh đúng được là cung với cầu. Cho nên mỗi lần mà chính phủ đưa ra những cái housing strategy, là những cái chiến lược là cho 14.000 chẳng hạn cho những người mua nhà đầu tư lúc đầu, thì làm cho cái thị trường nó rối loạn thêm và nó không có mang lại cái sự thật mà ổn định hơn. Và cái điều thứ hai đó, Kim Hoàng, mà chính phủ hay nói là chỉ có tăng cái số tiền để tăng ngân sách để mà xây những nhà housing commission, thì có thể là cái đó là một trong những cái giải pháp bây giờ, nhưng mà tốn kém thì rất là nhiều kém, bởi vì chính phủ liên bang cần phải hợp tác với chính phủ tiểu bang thì mới có thể ra đời được những cái khu nhà mới dành cho những cái người vô gia cư hoặc người có thu nhập thấp. Cho đến hiện tại thì vẫn chưa thể nào có những cái quy hoạch theo những cái chương trình này. Vấn đề thứ hai mọi người đang rất quan tâm đó là hệ thống bệnh viện, bởi vì qua cái thời đại dịch Covid-19 thì chúng ta thấy rõ là cái sự làm việc vất vả của những nhân viên tuyến đầu, của những y tá, của những bác sĩ vì việc thiếu hụt nhân viên cũng như là trang thiết bị, nó đã bắt đầu nó lỗi thời rồi. Hiện nay thì chính phủ liên bang đang tài trợ khoảng 50% chi phí cho tất cả các bệnh viện công, và được dự phỏng là cái nhân số 50% này nó vẫn quá ít mà cần phải có sự gia tăng. Thì không biết là ngân sách liên bang có đủ khả năng để gia tăng, để đáp ứng lại với lời kêu gọi của mọi người hay không? Một bài toán nữa rất khó cho chính phủ. Trong suốt 2 năm qua thì Kim Hoàng với lại quý vị khán giả cũng thấy rõ là bao nhiêu những chi phí mà gọi là được cộng thêm. Tại vì thông thường thưa quý vị, cái ngân sách mà của Medicare mà chính phủ thu 2% đó, Medicare levy đó, 2% trên cái số lợi tức taxable income của một người đó, thì chỉ có đủ 9% tổng số tổng số chi phí cho y tế. Thì cái 91% còn lại đó là cái sự tài trợ từ thuế vụ và ngân sách của liên bang đưa xuống từng tiểu bang, để cho chúng ta có nhà thương, chúng ta có những cái dịch vụ mà về nursing, là về y tá chẳng hạn, thì không thể nào đủ được. Cho nên càng ngày cái y tế nó càng bị thâm thụt. Nhưng mà 2 năm vừa qua thì quý vị thấy là mỗi một cái test mà chúng ta làm cho COVID là bao nhiêu tiền? Thì Kim Hoàng nói là có được nó 150 đô la mà mình miễn phí hoàn toàn, và cái test đó nó cả thực hiện là cả hơn 10 triệu test từ đầu cho tới giờ. Và những cái dịch vụ mà tiêm chích ngừa thì cái chi phí nó là một cái gánh nặng vô cùng lớn lao ở trong cái ngân sách. Cái đó là chúng ta chưa kể những cái bịch mà chính phủ đã dần dần đưa vào hệ thống BBS, là có những cái thuốc mà vì nhân đạo
chính phủ phải phải đưa những cái đó vào thay vì những cái thuốc trị bệnh ung thư trước đây là chúng ta phải trả vài chục ngàn cho một liều thuốc, thì bây giờ chỉ trả vài chục đồng. Dạ, 39 đồng. Hiểu như vậy thì đó là những cái thí dụ tiêu biểu mà chúng ta thấy là cái gánh nặng nó rất là lớn. Và housing và y tế là coi như gia cư và y tế là toàn Kim Hoàng đưa ra toàn những cái đề tài mà chính phủ sẽ không giải quyết được. Sẽ lắc đầu luôn. Tại còn vì... cái vấn đề giảm thuế thì sao anh? Cử tri chắc chắn là sẽ muốn tiếp tục giảm thuế bởi vì nước Úc của người lao động tại Úc đang đóng ở mức thuế rất là cao. Có lẽ nếu mà nói về cái đường lối chính trị đó thì nếu mà chính phủ liên bang đã đi qua bao nhiêu những cái chương trình mà hỗ trợ về tài chính đủ thứ hết để mà lấy lòng dân, chúng phải chính trị mà phải lấy lòng dân chứ, nếu mà không lấy lòng dân thì làm sao mà dân người ta bầu. Thì vậy chúng tôi nói về chính trị thôi, chúng tôi không về mặt cái đường hướng kinh tế của quốc gia. Thì rõ ràng á là chính phủ liên bang đang có cái thế mạnh về kinh tế, coi như là được coi như là một cái đảng có thế mạnh về kinh tế, thì cái mức giảm thuế để mà kích thích người dân làm việc, để khuyến khích người ta làm việc nhiều đó, thì chắc chắn là nó phải là một cái lá bài của ấy rồi. Và cái sự giảm thuế mà chúng ta phải nhìn vô công tâm là vào thời chính cái vụ liên đảng, cái sự giảm thuế nó, tôi nghĩ là nó được đón nhận một cách là rất là hậu hỷ. Và vâng, và... là bởi vì sau cái cuộc bầu cử vào năm 2019 thì chính phủ đã ra 3 giai đoạn giảm thuế cho tất cả mọi nguồn thu nhập, mọi khoản thu nhập thưa anh. Mà cái sự giảm thuế nó rất là rộng, chẳng hạn như là những cái lợi tức mà trung đoạn đó ngày xưa đó thì chúng ta 37.000 đến 90.000 thì chúng ta mới đóng 34.5. Bây giờ chính phủ đã hiện bây giờ đó thì lên tới 120.000. Dạ, 45 đến 120.000, rất là rộng không thưa quý vị, thì người dân đã hưởng được một sự giảm thuế rất là hậu hĩ và có những cái cuộc giảm thuế sau này nữa, đó là cái lời hứa của cái lần bầu cử trước. Và thuế của công ty cũng từ 30 đã xuống hiện còn 25. Thì đối với lại 1.080 đồng đó, họ hứa lúc đầu có 1 năm mà bây giờ kéo dài đến 5 năm, mà chả lẽ cái năm cuối cùng là năm bầu cử họ lại bỏ. Thì tôi nghĩ là có lẽ là cái 1.080 là cái số mà người dân hay thường nhớ đến là cái sự tiết giảm thuế cho những người có cái lợi tức ở trung đoạn là middle income. Thì chắc chắn là thủ tướng ngân khố Josvan Burg không có quên cái phần đó, vẫn để cái phần đó trong ngân sách. Và Kim Hoàng nghĩ rằng đó sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu. Dạ, vâng, được đặt lên hàng đầu. Thì giảm thuế có lẽ là sau ngày 29 tháng 3 đó, thì ngày 31 tháng 3 thì lãnh tụ đối lập Albanese sẽ có câu trả lời với quốc hội. Và có nghĩa là ngày hôm đó thì chúng ta một tuần lễ sau đó chúng ta sẽ nghe được những cái chính sách của đảng lao động. Yeah, cho tới bây giờ đảng lao động vẫn giữ bí mật. Nhưng mà sau đó đó thì sau khi mà lãnh tụ Albanese trả lời cái ngân sách đó đó thì chắc chắn là chiều 1 tháng 4 hay là chiều 31 tháng 3 thủ tướng sẽ lái xe đến tổng toàn quyền để mà đưa cái ngày bầu cử. Và nhiều thông tin hành lang cho chúng ta thấy là ngày 14 tháng 5 là cái ngày bầu cử. Ngày thứ bảy, thứ nhì của tháng 5 sẽ là ngày bầu cử tốt quốc đẹp hội. Nhất. Và vì 21 tháng 5 là hạn chót rồi, vì có thể là nó quá sát đi. Cho nên là 14 tháng 5, cho nên quý vị từ đây đến ngày đó là quý vị sẽ thấy vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, đó là những cái cuộc vận động của hai đảng và tương đối khá khốc liệt, là tại vì đây có thể là nó có thể đi theo... cái đảng lao động cũng có cái nhiều thế mạnh. Thật sự là đảng lao động và đặc biệt lãnh tụ Anthony Albanese đang gia tăng cái thế đứng sau khi mà ông liên tục phải đứng sau Thủ tướng Morrison. Thì giờ thế đứng của hai người nó cũng xem với nhau. Nhưng mà nếu nói về hai chính đảng thì đảng lao động đang dẫn cách xa so với liên đảng tự do. Vâng. Và cũng chính vì vậy mà trong những cái cuộc vận động không chính thức xuyên suốt tại Tây Úc, tại Nam Úc thì lãnh tụ Albanese đã có mặt, bởi vì ông không bị dương tính, ông không cần phải cách ly. Thủ tướng Morrison thì đã bị cách ly và ông có nhiều lợi thế hơn. Nhưng mà lần này thì Kim Hoàng thấy ông rất là cẩn thận. Bởi vì kinh nghiệm của 2019, đảng lao động cho đến thời điểm này chưa đưa ra bất cứ một cái chính sách nào mà chúng ta nói là cụ thể. Ông chỉ đi thăm dân cho biết sự tình mà thôi. Nhưng mà có lẽ thường thường đó, những cái cuộc mà thiên tai thì làm cho cái thủ tướng đương nhiệm có nhiều khuyết điểm hơn. Nhưng mà cũng có nhiều ưu điểm nếu mà lèo lái được cái chuyện đó. Nhưng mà hình như là có, chúng ta phải nói đùa là phải có cái huông làm sao. Sau 2 năm trước là cái cuộc bushfire làm cho thủ tướng mỗi lần cái thiên tai như vậy đó, thủ tướng không hạ có giảm uy tín cái đó cũng vậy. Và lần này đó thì rõ ràng là quân đội đã vào hơi trễ
và những cái sự quyết định đó nó bị qua nhiều những thủ tục quá. Thật ra đó, nếu mà chúng ta nói về vấn đề quân đội, nói về vấn đề tại sao tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia nó quá trễ, thật đó không phải là lỗi của Thủ tướng Morrison, bởi vì liên bang cần phải có sự đệ trình của thủ hiến các tiểu bang. Nếu thủ hiến New South Wales, thủ hiến Queensland không đệ trình, thủ tướng không thể tuyên bố tình trạng thảm họa được. Không được dẫm chân. Không được dẫm chân, đó là một cái điều luật đã được đưa ra vào năm 2019 khi cháy rừng xảy ra. Cho nên thủ tướng đang là người bị động mà lại là người bị chỉ trích thì đó có thể nói là không công bằng. Nhưng mà như anh Huy vừa nói, người làm lớn thì luôn luôn sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Cái trách nhiệm cuối cùng là người ta sẽ nhắm vào thủ tướng. Cho nên khi mà thủ tướng đến Lismore thì bị người dân rất là phản đối. Hầu như là mọi lần quay lưng, giống như là khi mà cháy rừng mà thủ tướng đi tới bắt tay với mọi người thì mọi người đã không muốn bắt tay, bởi vì ông vừa mới trở về từ Hawaii. Lần này thì ông tới Lismore sau khi ông ra khỏi cái vùng cách ly của mình thì cũng đã bị người dân quay lưng, là bởi vì họ cho rằng chính phủ quá chậm trễ. Và thật sự thì cuộc sống của người dân tại vùng lũ đã vô cùng khó khăn. Mọi người cứ nghĩ rằng họ đang sống ở thế giới thứ ba chứ không phải là đang sống tại nước Úc, với những cái điều kiện vô cùng tồi tệ trong thời gian vừa qua. Và khi mà chúng ta nói đến lũ lụt trong hai tuần lễ vừa qua thì cái hình ảnh của cái đợt lũ tại Queensland vào năm 2011 lại hiện về. Nhiều cái thiệt hại tài chính và thiệt hại nhân mạng đã được so sánh giữa hai đợt lũ lụt lần này. Ngoài ra thì người ta cũng so sánh tới tình trạng giá cả nhà cửa, là bởi vì trong năm 2011 sau khi mà lũ qua đi thì giá cả nhà cửa tại Queensland đã suy sụp một cách rất là nhanh chóng. Xuyên suốt trong từ tháng 12 2011 kéo dài cho đến tháng 12 năm 2012 và chỉ bắt đầu gia tăng chút đỉnh từ năm 2014, có nghĩa là sau 3 năm. Câu hỏi được đặt ra là trong cái bối cảnh 2021 vừa qua đó, Queensland là một trong những cái tiểu bang đã có sự gia tăng giá cả nhà cửa rất lớn, trung bình là 8.5%. Liệu rằng sau ngày hôm nay, sau khi lũ rút đi, thì giá nhà tại Queensland nó có giảm như là vào năm 2011 hay không thưa anh? Có lẽ là cái vấn đề này nó mình phải nhìn lại là nếu mà cái năm 2011 đó là một cái thiên tai mà chỉ có một lần mà trong 100 năm thôi, nhưng mà nó lại tái diễn trong một cái thời gian khá ngắn. Là trong vòng 10 năm, thì cái câu hỏi được đặt ra như người dân đó là những cái vùng đó, cái tương lai nó sẽ đi như thế nào. Cho nên là nếu chính phủ không có những cái biện pháp mà ngăn chặn, như là ngay trong thành phố của Brisbane, chúng ta có cái Brisbane River thì ai cũng biết rồi, mà ngay hôm qua nó lên nước như vậy, thì đó là một câu hỏi rất là lớn cho vấn đề bảo hiểm, vấn đề của giới đầu tư là họ có tin tưởng vào đó nữa hay không, hay là những cái nơi đó là bị phá giá suốt luôn. Thì cái đó là cái câu hỏi mà chúng tôi cho rằng là nó khác với năm 2001. Tại vì nhiều khi 2001 nó là sau những cái cuộc thiên tai đó, chính phủ rút kinh nghiệm và chính phủ sẽ xây những cái hệ thống để mà ngăn chặn. Nhưng mà cái hệ thống ngăn chặn đó có xảy ra chưa và có đủ để làm hay không, và nó lại tái diễn 10 năm sau. Hệ thống ngăn chặn đó, Kim Hoa có thể trả lời cho anh là chưa xảy ra, là bởi vì chính phủ liên bang không rót tiền cho chính phủ tiểu bang, trong khi chính phủ tiểu bang thì cứ ngồi thụ động mà ngồi chờ mà thôi. Cho nên vẫn chưa làm gì hết kể từ năm 2011 cho đến nay. Thì cái đó là cái câu hỏi mà giới đầu tư sẽ phải bắt đầu, là tại vì nếu mà trong 10 năm, nói về trước rất là nhanh thôi Kim Hoa, quay qua quay lại chúng ta thấy là 10 năm, một thập niên nó đi rất là nhanh. Và những cái thiên tai này người ta vẫn còn nhớ, tại vì sau mỗi lần thiên tai nhiều người vẫn còn đang đợi bảo hiểm tới 2 năm, 3 năm sau. Thậm chí 9 năm sau họ mới nhận được cái khoản tiền bồi thường. Họ chỉ vừa nhận được tiền bồi thường vào năm 2020 thì lại gặp cái đợt lũ lần này đó thưa anh, có nhiều gia đình. Cho nên cái sự tăng trưởng của Brisbane là cái chuyện bình thường, như chúng ta đã nói những cái chương trình trước, là sau Sydney và Melbourne là cái thành phố kế tiếp là Brisbane, thì rõ ràng là đúng theo cái chu kỳ như vậy. Nhưng vì những cái thiên tai này nó quá lớn và nó có một cái tầm vóc là hướng đi của tương lai của những người đầu tư. Tại vì nếu mà nhà muốn tăng thì cái dân số nó không thể nào mà tăng vọt được. Khi nó lên là vì những cái nhà đầu tư. Mà những người đầu tư là ở những cái nơi như là Sydney, Melbourne, họ muốn đầu tư về bất động sản, nhưng mà họ không có muốn đầu tư ở những nơi mà đã tăng quá giá rồi, và những cái tiềm năng là những cái thành phố mà chưa lên như là Brisbane. Thì đây là một câu hỏi khá lớn mà sẽ có cái vấn đề về bảo hiểm. Nhưng bảo hiểm là phải đi liền với lũ lụt hay là thiên tai. Như ngay là cái thành phố Cairns rất là đẹp, rất là thu hút rất là nhiều người, nhưng mà cái số người đến để mà đầu tư lâu dài nó rất là khó, là vì cứ mỗi lần chúng ta thấy những cái cyclone là những cái bão không bão cát hoặc là những cái đó là những cái mà sự cản trở mà rất là lớn đối với đầu tư. Vâng, kính thưa quý vị,
Qua những cái thông tin Mạnh Huy vừa mới nói, rõ ràng là thị trường nhà cửa tại Brisbane hiện nay đang rơi vào tình thế khá là nguy cấp, là bởi vì nếu những nhà đầu tư so sánh lại những gì đã xảy ra tại Brisbane vào năm 2011 và sau đó vào năm 2017 thì cũng đã có những cái đợt lũ lụt nho nhỏ, cái quy mô nó không bằng nhưng cũng đã hư hao tài sản rất là nhiều. Và lần này thì chúng ta khỏi phải bàn những cái thiệt hại tài chính, theo lời thủ hiến Anastasia Palaszczuk thì tiểu bang Queensland sẽ bị mất khoảng 5 tỷ đô la. Đó là chỉ là để phục hồi nhà cửa thôi, chưa kể đến hệ thống hạ tầng cơ sở công cộng nữa anh, nó cũng bị hư hại rất là nhiều. Và vì vậy đây là một cái bài toán mà có thể nói sẽ là một cái nguyên nhân làm cho giá trị nhà cửa tại Brisbane sẽ giảm sụt, và cũng có thể sẽ là nguyên nhân làm cho giá cả nhà cửa tại Sydney nó cũng sẽ bớt nóng đi phần nào, nó không sẽ không hạ giảm như Brisbane, nhưng có lẽ là cái sự gia tăng của nó sẽ chậm lại và sau đó thì nó sẽ tới cái chu kỳ giảm hạ vào đầu năm 2023, phải không Tân Huy? Thì cái đó là cái lời tiên đoán mà chúng tôi nghĩ rằng là nó có thể xảy ra. Cho nên cái vấn đề thị trường nhà cửa đó, Kim Hoàng, nó tôi sẽ tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Và cái liệu rằng trong những thời gian tới, sau những cái biến cố về lạm phát, về chiến tranh, chúng ta đã qua nhiều cái đợt hỗ trợ rồi, thì chúng ta phải nhìn vô cái thực tế là giới tiểu thương đang có gặp khó khăn hay không. Thì câu trả lời là quá rõ, ai cũng đang than, than vì không có nhân viên, là, không có khách hàng nữa. Dạ, không, và chi phí lại tăng cao, tiền rent thì không thấy xuống mà cứ tiếp tục gia tăng, và kinh tế gia đình càng càng co cụm. Cho nên những cái yếu tố đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái đầu tư, và khi mà ảnh hưởng tới cái đầu tư đó thì nó sẽ đi theo cái từ nhà cửa. Lại một lần chúng ta lấy một cái domino, nó đi quay vòng mà đi quay vòng ngược lại. Vâng, và đó là chỉ là những vấn đề nó bắt đầu xuất hiện khi mà cuộc chiến Ukraine và Nga diễn ra, cũng như là sau khi cơn bão đi qua, thì đó là những cái dấu hiệu khá là tiêu cực cho sinh hoạt kinh tế tại nước Úc. Và với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và kế toán gia Pô Huy Nguyễn cũng xin tạm kết phần thời sự nước Úc ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và một lần nữa rất cũng cảm ơn sự hợp tác của anh Huy trong những chương trình như thế này. Vâng, cảm ơn Kim Hoàng và chào tạm biệt quý vị khán giả của Vietfast TV. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần tới.